มีย้อมีย้อHello everyone. Welcome back to my channel. Today I'm going to show you how to cook the Vietnamese chicken curry. Hello các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn nấu món cà ri gà nha các bạn. You guys ready to cook yet? Let me show you all the ingredients for today. Các bạn chuẩn bị nấu chưa? Để mình chỉ các bạn những cái món mình cần dùng hôm nay. Muối, powder, bột cà ri, some sugar, đường, some lemon rice, cut it out like into this long, and smack them. Cái này xả nha các bạn. Mình cắt ra cỡ này rồi mình đập xuống. Purple onion, also smack down. Cái này hành tím nha các bạn. Mình cũng đập nhuyễn nữa. And some sweet potato, I cut it out into cube. Cái này là khoai lang nha các bạn. Mình cắt ra cỡ nhỏ nhỏ như vậy. You can use potato instead of this one. It's your choice. Mình có thể dùng khoai lang cũng được, khoai lang tây cũng được nha các bạn. And I'll cut out the chicken. One whole chicken. Cái này một con gà mình cắt ra như vậy nha các bạn. And I have some another oil. Cái này là dầu dầu điều màu. And this one I also have a garlic, chopped garlic, tỏi bầm, powder, curry powder, cái này là đổ, some sugar, đường, and some salt. For this one is for marinade, and this one is for cooking. And I also have some coconut cream, cái này là nước cốt dừa nha các bạn. So you guys ready to cook yet? Let's start cooking. I'm adding in 1 teaspoon of curry powder, 1 muỗng cà phê bột cà ri, 1 teaspoon of sugar, 1 muỗng cà phê đường, and some chopped garlic, tỏi bầm, and half teaspoon of salt, nửa muỗng cà phê muối, and then I'm going to mix it up well, and leave it marinate for about 15 to 30 minutes. Rồi mình trộn đều xong để ướp cỡ 15 tới 30 phút nha các bạn. I'm adding in 2 teaspoons of salt, 2 muỗng cà phê muối, in 3 liters of boiling water, 2 muỗng cà phê muối trong nước sôi nha các bạn. 3 teaspoon of sugar, 3 muỗng cà phê đường, and 1 teaspoon of curry powder, 1 muỗng cà phê bột cà ri. Mix it well. Rồi bỏ đồ xong cái mình trộn đều nha các bạn. While you're waiting for the water to boil again, you're gonna do the different thing. Now I'm using 2 teaspoon of another oil, 2 muỗng cà phê dầu điều nha các bạn, and put it in the chicken and stir it for about 5 to 10 minutes. Mình xào gà này cỡ 5-10 phút nha các bạn. And then add all the chicken in the boiling water. Giờ bỏ gà vô cái nước sôi nha các bạn. Don't forget the sauce. Hey, cái nước này mình bỏ vô luôn nha các bạn. Now I'm adding 1 teaspoon of another oil. 1 muỗng cà phê dầu điều nha các bạn. And I'm putting all the sweet potato in and stir it for about 5 minutes. 1 muỗng cà phê dầu điều, xong bỏ khoai lang tây vô mình trộn đều lại cỡ 5 phút. Now I'm adding to the pan
all the sweet potato to a pan. Bây giờ mình bỏ hết cái khoai lang hồi nãy mình trộn đều bỏ vô cái nồi nha các bạn. Now I'm using a half teaspoon of annatto oil, cỡ nửa muỗng cà phê dầu điều nha các bạn. Add in the purple garlic, no, purple onions, and lemon rice. I'm getting all the annatto oil. Rồi mình bỏ hành tím rồi xong bỏ sả bầm bỏ vô trộn đều lại các bạn. And this one cook about like 1 to 2 minutes and you're done. Mình chỉ cần trộn 2 3 phút để cho nó có màu thôi. The annatto oil is just for the color to make it look prettier or colorful. Cái dầu điều chỉ trộn để cho cái màu nó đỏ đỏ nên cho nó đẹp thôi chứ mà. Now I'm putting all the purple onion and lemon rice in the pan. Bỏ hành tím với lại sả bầm bỏ vô trong nồi các bạn. I cook for about 15 to 20 minutes. Nấu cả 15-20 phút. And then add in 200 ml of coconut milk and mix it well. Bỏ thêm 200 ml nước cốt dừa các bạn. Rồi xong trộn đều là chín rồi. And cook for another 5 minutes. Nấu cỡ 5 phút nữa là chín. So this is done. It's so easy and simple too. Rồi cái dĩa đã xong nha các bạn. Cà ri gà đã xong rồi. Dễ nấu, dễ làm. You guys ready to eat it? Vietnamese chicken curry. Các bạn chuẩn bị ăn chưa? Mình ăn cà ri gà với lại bánh mì nha. It's so cold out here today. But I got a good request from one of my friends saying, why don't you go outside and cook? Why you cook inside from right now? So today I'm gonna try and do this. This outside is really cold. Lần trước mình nấu ăn trong nhà, có đứa bạn nó hỏi, ủa tại sao không ra ngoài sao nấu nữa mà nấu trước nhà? Nên hôm nay mình nấu trong nhà trước khi sau nhà, nhưng mà sau nó bắt đầu lạnh rồi nên lạnh quá trời lạnh. This right here, you can eat with bucket or Vietnamese noodle. It's your choice. So today I'm going to eat with bucket. Hôm nay mình ăn bánh mì nha các bạn. Thường thường mình ăn có thể ăn với bún thôi, hôm nay ăn bún mình. I'm dipping the bucket into the sauce. I'm get some potato, sweet potato, khoai lang nữa. Hello. I'm eating right now and my nephew inside is saying hi to me. So cold right now, but I'm drinking Pepsi, iPepsi. It's so cold.
lạnh quá mình uống nước đá làm nước ngọt mà bỏ đá vô lạnh vậy sợ. A lot of people they do this with potato, but I like sweet potato better. So today I'm cooking with sweet potato. Nhiều người đó này, họ thích nấu cái này á với món gà khoai lang tây, nhưng mà mình thích nó nấu khoai lang hơn, tại khoai lang nó ngọt nó béo quá. This one is purple onion. Alright, guys. I think I have to go inside now. It's so cold right here. Thôi các bạn, chắc mình ăn ăn cái vậy là xong rồi. Để vô nhà ăn tiếp với gia đình. Giờ lạnh quá, lạnh ngồi run luôn. Thank you for watching. Please like, subscribe, comment and hit the bell for me for future video. Làm ơn các bạn like, đăng ký với lại gõ chuông để có nhiều video hơn như giống vậy hay các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc ngày vui vẻ. Bye bye.